Chào tất cả anh em, mình là Tà Độ. Hôm nay mình về Đông Anh, Hà Nội, đỗ cây bộ Akamovic tem khắc laser cộng cổ bầu hơi ô tô được cho con Winner 150. Anh em nhìn tổng thể cái bộ này lên con XS, con Winner này thì rất đẹp anh em nhé. Tóm lại là con Akamovic tem khắc laser này bây giờ là huyền thoại rồi. Xe nào lắp được mà đẹp, giá thành phải chăng anh em ạ. Anh em nghe thử tiếng vô nhá. Âm nó vừa phải đấy mà nghe ga căng lên mới căng anh em nhé. Lỗ rồi. Chạy vòng nữa đi em. Âm nghe rất vang và rề này anh em ạ. Tại vì chỗ này đường rất ngắn nên là không thể chạy căng được em nhé. Anh em thông cảm. Bây giờ mình chạy cho anh em nghe thử nhá. Em này